Làm game cùng Top Box phần 8. Quy trình QC cho một sản phẩm game. Người khác nghĩ QC chỉ làm những điều sau: chơi game, kiếm lỗi trong game, cuối tháng lãnh lương. Thực tế là 1. Nhận yêu cầu kiểm tra từ DM. 2. Thu thập thông tin chi tiết về trò chơi, bao gồm tất cả các tính năng, thiết bị được hỗ trợ, chức năng và yêu cầu về chất lượng của trò chơi. 3. Lên kế hoạch, ước lượng thời gian và phương pháp thích hợp để đưa ra thời gian cần thiết để kiểm tra. 4. Lập danh sách các trường hợp kiểm tra cần thực hiện: Functional, Performance, Compatibility, Localization, Interruption, Checking, Monetization, Rejection, Integration, Security Testing. 5. Thực hiện kiểm tra và theo dõi danh sách kiểm tra trên thiết bị. 6. Xác nhận tất cả các tính năng và chức năng của trò chơi hoạt động chính xác và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo checklist tiêu chuẩn cơ bản của Top Box. 7. Liệt kê các lỗi mới phát sinh trong phiên bản kiểm tra. 8. Theo dõi và kiểm tra xem các lỗi cũ đã được xử lý bởi các nhà phát triển trong phiên bản kiểm tra. 9. Báo cáo kết quả. 10. Liên tục đóng góp ý kiến về trải nghiệm người dùng UI UX, feeling của trò chơi dưới góc độ người dùng chưa thích nghi thông thường. 11. Lặp lại quy trình theo các bước 1 đến 10 cho đến khi tất cả tính năng và chức năng hoạt động như mong muốn và đạt tiêu chí về chất lượng theo checklist tiêu chuẩn cơ bản của Top Box. 12. Đồng ý phát hành phiên bản khi build đã đáp ứng tất cả các tiêu chí và không gặp lỗi. 13. Hậu kiểm tra, theo dõi các lỗi phát sinh sau khi build được phát hành. 14. Theo dõi đánh giá, phản hồi từ user để report lỗi phát sinh và cải thiện game trong các bản update. Để kiểm định chất lượng của một sản phẩm game, đội ngũ QC ở Top Box luôn đảm bảo hoàn thành 14 bước vừa rồi. Bạn thấy công việc của một QC như thế nào? Có thú vị không? Hãy chia sẻ cho team biết nha! Đón chào phần 9. Kinh nghiệm về thiết bị, cách để hạn chế lỗi khi ra mắt sản phẩm tại website và các kênh truyền thông khác của Top Box. Nếu bạn có thắc mắc hoặc yêu cầu về chủ đề tiếp theo, hãy bình luận bên dưới nhé!